Xin chào tất cả mọi người. Bài đọc đầu tiên nói về việc đi mua bánh ở tiệm bánh La Boulangerie Pâtisserie. Tôi sẽ đọc chậm một lần để cho các anh chị nghe hết cái bài này toàn thể. Sau đó tôi sẽ giải thích các cái từ vựng và sau cùng chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa. À la boulangerie pâtisserie. Madame, bonjour madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame, et avec ceci, je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Boulangerie, boulangerie, chúng ta thấy nó có tất cả là bốn âm tiết. 1, 2, 3, 4, boulangerie. Và chúng ta học ở trong bài trước, cái âm tiết mà mang cái âm ký tự ơ này, nó nằm giữa, đứng trước có một âm tiết, có một syllab, đứng sau có một âm tiết, có một syllab, thì chúng ta không đọc cái âm tiết này. Do đó nó còn ba, boulangerie, tới chữ G chúng ta đọc nhẹ, boulangerie, tiệm bán bánh mì hoặc là lò làm bánh mì. Cái người mà đứng chủ của cái tiệm này hoặc là làm hoặc là bán hoặc là chủ chúng ta gọi là a boulanger. Nếu là phụ nữ, une boulangère, người bán hay là người làm bánh mì. Une boulangerie, un boulanger, une boulangère. Pâtisserie cũng có bốn âm tiết, pa là một, tis là hai, so là ba, ri là bốn, patisserie. Nhưng mà cái âm tiết mang ký tự ơ nó nằm kẹp ở giữa âm tiết 2 và âm tiết 4. Do đó chúng ta không phát âm ký tự ơ này, còn lại ba. Thay vì patisserie thì còn lại là patisserie. Patisserie, tiệm bán bánh ngọt. Người bán bánh ngọt hay là người chủ cái tiệm bán bánh ngọt, đàn ông un pâtissier, phụ nữ une pâtissière. Une pâtisserie, un pâtissier, une pâtissière. Ở tiệm bán bánh mì, tiệm này bán luôn cả hai thứ và bán bánh ngọt. L'employé là người nhân viên. Các anh chị để ý chữ M mà đứng trước P thì đọc là N, l'employé. Và chúng ta thấy có chữ ôm duê, ơ câm này, thì đây là danh từ feminine. Chúng ta thêm ơ vào mà ơ này không phát âm. L'employé, người bán, người nhân viên. Madame, lên giọng. Thứ ba, bà cần gì? La cliente, chúng ta không phát âm ơ cuối. Le client, la cliente, khách hàng nữ. Bonjour, madame. Bonjour, chúng ta để ý phải phát âm nhẹ nhẹ, câm R ở cuối. Bonjour, madame. Hoàn toàn không thấy âm tiết, ký tự ơ ở sau cùng. Bonjour, madame. Je, j này phải uốn lưỡi. Mà muốn phát âm được j này, chúng ta phải siết hai hàm răng lại. Je voudrais. S không phát âm. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Chào bà, tôi muốn một cái bánh sừng trâu có bơ, hai cái bánh mì có sô cô la, một cái bánh mì brioche, bánh mì mềm có đường, xin vui lòng. Chúng ta coi un croissant. Un croissant chúng ta gọi là bánh sừng trâu. Cái chữ croissant này là participe présent của động từ croître. Croître là tăng trưởng, croissant là nó cứ tăng dần từ nhỏ tới lớn. Tôi vẽ không được đẹp lắm, các anh chị thấy đây là hình trăng lưỡi liềm này, lúc mới đầu nó rất là bé, nó rất là hẹp như cái lá mía, rồi nó tăng to dần to dần to dần. Như vậy người ta gọi là trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm là croissant, cái trăng mà nó tăng dần. Và tại sao cái bánh sừng trâu người ta gọi là bánh tăng dần?
chúng ta gọi là bánh sừng trâu, bởi nó giống cái sừng con trâu. Cái hình này quay ngược trở lại, nó giống hình con trâu, sừng con trâu. Nhưng mà tại sao gọi cái bánh nguyên thủy gọi là bánh croissant, cái chữ này là của người Pháp, là do bởi nó có cái tính lịch sử như sau. Vào năm 1683 thì cái thành Viên là thủ đô của nước Áo, lúc đó là vào cuối thế kỷ thứ 17, bị đế quốc Ottoman, Ottoman là đế quốc, là cái tên cũ của người Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ, Turkey, người Ottoman vây hãm và tấn công. Thì vào một cái đêm kia, Ottoman, quân của Ottoman tấn công vào thành Viên, thì những cái người làm bánh mì là những cái người thức khuya để làm bánh, thì họ phát hiện ra cái cuộc tấn công này trong khi dân của thành phố ngủ, ngủ mê, ngủ say. Thì chính những người làm bánh mì đã phát hiện ra và kéo cái chuông báo động để cho mọi người thức giấc và chống trả lại cái sự tấn công của quân Thổ, quân Ottoman. Và nhờ cái việc báo động đó mà thành phố Viên không bị thất thủ, và sau này nhờ viện binh đã thắng lại quân của Ottoman. Và để kỷ niệm cái chiến thắng này, cái chiến thắng của người thành phố Viên đối với quân Thổ Nhĩ Kỳ, thì các cái người làm bánh mì của thành phố này đã làm ra một cái loại bánh có cái hình trăng lưỡi liềm, là bởi vì trên lá cờ của người Thổ bây giờ và ngày xưa cũng như vậy, luôn luôn có cái hình ngôi sao và một cái hình trăng lưỡi liềm, ngôi sao và trăng lưỡi liềm. Sau đó người ta lấy làm cái bánh này để kỷ niệm cái cuộc chiến thắng đó. Sau đó ít lâu, khi công nương Marie Antoinette trở thành hoàng hậu của nước Pháp, thì người Pháp đã làm cái loại bánh sừng trâu này và lấy tên croissant, và tên này là cái từ của tiếng Pháp để chỉ cho cái loại bánh du nhập từ nước Áo năm 1683. Dạ chào bà, tôi muốn một cái bánh croissant, một bánh sừng trâu có bơ, hai cái bánh mì có sô-cô-la. Ở đây chúng ta dịch là bánh mì có sô-cô-la thì chúng ta không có hình dung được. Ở bên Pháp người ta bán cái loại bánh rất là nhiều, nó chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, nó tròn tròn, nó có sô-cô-la, gọi là pain au sô-cô-la, và người ta rất thích ăn cái loại bánh này, pain sô-cô-la, cái loại bánh mì mà ở giữa nó có chét sô-cô-la, une brioche au sucre. Brioche ở Việt Nam chúng ta thấy có cái loại này mà tôi không biết tên nó là cái gì, là một cái loại bánh mì rất là mềm, rất là mềm, bông, người ta có thể lấy tay người ta xé ra người ta ăn được. Brioche, xin phép lê. Thưa bà, tôi muốn một cái bánh sừng trâu có bơ, hai cái bánh mì sô-cô-la và một cái bánh mì mềm có đường. Oui, madame, et avec ceci. Đây là cái câu nói của các người bán hàng. Khi họ mua, khi khách hàng mua một cái gì xong thì hỏi mua gì nữa không, thì người ta dùng cái chữ này. Quý khách hàng còn mua món gì nữa không? Et avec ceci, tức là kèm với cái món thứ nhất đã mua, có còn mua thêm món gì nữa không? Avec là với, et avec ceci. Je vais prendre aussi une tarte pour 6 personnes. Tôi cũng mua một cái bánh bánh tarte, là bánh nướng, cho 6 người, tức là một cái bánh đủ lớn, đủ cho 6 người ăn. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Đây là một cái cách nói để chúng ta làm quen. Bạn thích cái gì hơn? Préférer là thích hơn. Chúng tôi có nhiều cái loại bánh nướng. Bạn thích bánh nướng nào hơn? Loại A hay loại B hay loại C? Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Cái chữ comme đây là một cái cách hành văn của cái câu tiếng Pháp. Nous avons des tartes aux pommes. Chúng tôi có loại bánh nướng có táo, có dâu, aux fraises, có chanh. Bạn thích cái nào hơn trong số các những thứ mà chúng ta có? Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Một cái bánh tarte, một cái bánh nướng đẹp, to, có dâu, như vậy là tốt rồi. Chúng ta coi ở đây, coi tiếp. Ở trong tiệm bánh mì thì có bán bánh mì un pain. Có bánh, bán cái bánh mì có sô-cô-la, mà tôi nói là cái nhỏ nhỏ, nó bằng nửa nắm tay đó. Un pain de mie. Pain de mie là cái loại bánh mì nó cũng mềm, thường thường người ta cắt lát sẵn, người ta cho vào cái bao mà nó nhạt, trong khi brioche thì nó hơi, brioche nó hơi ngọt ngọt, pain de mie thì nó nhạt. Une baguette, bánh mì baguette. Tại sao chúng ta gọi là bánh mì baguette? Baguette nguyên thủy của nó là cái chiếc đũa. Chiếc đũa thì chúng ta biết là nó thon và nó dài, trong khi pain này có khi nó to, có khi nó hình tròn, thường thường nó có bề ngang.
Trong khi baguette thì nó có chiều dài, nó như cái đũa, une baguette, chúng ta gọi là bánh mì baguette. Người Việt Nam chúng ta ăn cơm với baguette, đương nhiên là ăn với hai cái, deux baguette, hai cái đũa, chứ không phải là ăn với bánh mì. Và chúng ta đi mua baguette là mua bánh mì, chứ không phải mua đũa. Có brioche, bánh mì mềm, có dạng hình khối. Ở patisserie, tức là tiệm bánh ngọt, patisserie, tiệm bán bánh ngọt, thì có bán bánh gato, EAU là ô, gato, bánh ngọt. Có bánh su à la crème, bánh su có crème mà. Chúng ta gọi là bánh su kem, chúng ta phải phiên âm là S mới là đúng, bánh su kem, bởi vì đây là CH, bánh su kem. Une tarte, bánh nướng. Chúng ta thấy ở trong bài này có hai cái cách nói: xin vous plaît, tức là tương ứng với please, xin vui lòng, xin vui lòng. Nhưng mà tiếng Pháp phân biệt ra làm hai, nếu chúng ta nói với cái ngôi thứ hai số nhiều thì phải là xin vous plaît, s'il vous plaît. Chúng ta nói với người ngoài, người người lạ, không phải là người thân trong gia đình. Nói với người thân trong gia đình, người ngang hàng, s'il te plaît. Tôi là ngôi thứ hai, xin vous plaît, ngôi thứ hai số nhiều, ngôi thứ hai số ít. Je voudrais là một cách nói lịch sự của động từ vouloir. Động từ vouloir là động từ muốn. Thay vì chúng ta nói tôi muốn thì tôi mong muốn. Je voudrais. Các anh chị có thể học thuộc cái chữ này và sử dụng je voudrais để khi sau này, khi chúng ta gặp sau này thì còn khá lâu. Khi chúng ta biết cái hình thức của voudrais này thì còn khá lâu. Bây giờ chúng ta học luôn. Voudrais là hình thức nói lịch sự của động từ vouloir. Nó tương ứng với là I would like trong tiếng Anh. Je voudrais. Tôi xin đọc lại một lần thứ hai. À la boulangerie pâtisserie. Madame, bonjour madame. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat, une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame, et avec ceci, je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Và trước khi đọc một lần cuối nhanh hơn, tôi xin lưu ý về cái giới từ AU. AU tức là A ghép với L. Về giới từ A đây mang cái nghĩa là có thành phần. Một cái bánh sừng trâu có cái thành phần là bơ. Hai cái bánh có thành phần là sô-cô-la. Một cái bánh ngọt, bánh mì mềm mềm, ngọt ngọt, có đường. Ở đây chúng ta cũng có này. Một cái bánh nướng có thành phần là các cái lát, lát táo, có những quả dâu hay là có những cái miếng chanh. Một cái bánh nướng có dâu. Như vậy chữ A ở đây mang cái ý nghĩa là mang thành phần, và nó còn một số các ý nghĩa khác. À la boulangerie pâtisserie. Madame, bonjour madame. Je voudrais un croissant au beurre, deux pains au chocolat et une brioche au sucre, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. Qu'est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux pommes, aux fraises, au citron. Une belle tarte aux fraises, c'est très bien. Ở trong bài thứ hai, tôi cũng đã gạch sẵn những ký tự cuối, ký tự câm không phát âm. Và tôi có ghi ở dưới hai gạch là những ký âm tiết phải đọc bằng âm mũi. Chúng ta cần tập luyện cái âm mũi để cho nó hay. À la poste. La poste là bưu điện. À la poste. Tôi đọc một lần trước. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane.
Ah oui, contenu du paquet, un livre de cuisine. Merci, voilà mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent des principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 €. À la poste, ở bưu điện, đây là câu nói đầu tiên của chị Sophie. Le postier, postier là nhân viên của post, nhân viên của bưu điện. Bonjour monsieur, ở đây chúng ta lại có hai cái lưu ý. Bonjour, thứ nhất là âm mũi bonjour phải có cái âm e một chút ở sau từ. Bonjour, bonjour. Chữ thứ hai chúng ta cũng phải lưu ý hai điều. MON bình thường đọc là mon, giống như ở đây ON đọc là ôn. Ở đây trường hợp đặc biệt chúng ta phát âm là ơ. Ơ này là ký hiệu quốc tế này. Mơ, siêu và âm e ở đây thì lại không phát âm. Các anh chị để ý, đằng trước phải phát âm nhẹ nhẹ ở cuối cũng. Ở đây không phát âm. Bonjour monsieur, monsieur tới chữ y này là hết, không phát âm cái e này. Ở đây tới chữ y phải có một chút âm e. Bonjour monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet. Chữ T không đọc, Q với U là cờ. Ce paquet aux États-Unis. Đọc nối X với Ơ, S với U. Aux États-Unis, s'il vous plaît. Xin chào ông, tôi muốn gửi, động từ envoyer là gửi, paquet là một cái gói, gói hàng. Tới, aller, O là tức là aller, les États-Unis, État là tiểu bang, uni là được kết hợp lại, liên kết lại. Les États-Unis, các tiểu bang được liên kết lại, tức là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tức là nước Mỹ. Chúng ta có cái động từ envoyer là gửi, động từ VT, gửi bất cứ vật dụng gì, nó là objet, to send ở trong trong tiếng Anh. Vậy chúng ta viết mail xong, chúng ta ở trong tiếng Anh chúng ta ấn vào cái nút send. Nếu mà là giao diện bằng tiếng Pháp, chúng ta ấn vào cái nút envoyer. Chúng ta biết là ở trên thế giới này, đa phần các quốc gia là số ít, có rất ít các quốc gia và các cái đảo quốc thì mang số nhiều, trong đó có les États-Unis, các tiểu bang liên kết lại, tức là nước Mỹ, les Philippines, nước Philippines, les Pays-Bas, nước Hà Lan. En tarif normal ou en prioritaire? En là âm mũi. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? Chúng ta để ý chữ F này phải phát âm, bởi vì nó không nằm trong số các cái danh sách của các cái phụ âm câm. Ở đây chúng ta phải phát âm en tarif normal ou en prioritaire, bằng cái giá bình thường hay là cái giá ưu tiên. Ở chúng ta phải phân biệt le tarif với lại le prix. Ở chúng ta quen cái chữ le prix là giá cả của một món hàng hay của một cái dịch vụ, đó là giá cố định, le prix. Còn tarif là một biểu giá có nhiều prix ở trong cái tarif. Trong tarif có giá thứ nhất, giá thứ hai, giá thứ ba, giá thứ tư, có nhiều giá thì người ta gọi là biểu giá, một bảng giá, le tarif. Còn le prix thì là một giá cố định. Tôi lấy ví dụ này cho dễ hiểu. Các anh chị mà đi mua vé xe lửa từ Sài Gòn đi ra Hà Nội, các anh chị vào vào nhà ga thì thấy cái bảng giá đi từ Sài Gòn ra Hà Nội nó có rất là nhiều, không biết là bao nhiêu,
có thể là tới 10 giá. Đó là bảng giá, le tarif, ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm, rồi ghế nằm, giường nằm mềm, giường nằm phòng 4 giường, phòng 6 giường, rồi tàu nhanh, tàu vừa, tàu chậm. Đó là một cái biểu giá. Chúng ta đi từ Hà Nội, Sài Gòn ra Hà Nội, chúng ta phải chọn trong cái biểu giá này. Trong khi cái le prix chỉ có một. Le prix là chỉ có một. En tarif normal ou en prioritaire, bằng cái biểu giá bình thường, normal là bình thường, hoặc là bằng cái biểu giá ưu tiên, en prioritaire, s'il vous plaît, gửi ưu tiên. D'abord, trước tiên, vous devez remplir cette fiche de douane. Trước hết chúng ta để ý các cái ký tự tôi gạch đi là không phát âm. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Douane là hải quan, douane là thế thuế quan. Fiche là một cái phiếu, một cái biểu mẫu. Tiếng Anh có thể gọi là a form, một cái biểu mẫu. Và cái biểu mẫu này đưa cho mình thì mình phải điền tất cả những cái thông tin, tất cả các cái chỗ trống. Cái hành động đó gọi là remplir. Em ở đứng trước P, phát âm là N, remplir. Remplir nghĩa đầu tiên là làm cho nó đầy, làm cho đầy một cái thùng nước, làm cho đầy một cái vali. Remplir, nhét cho đầy. Ở đây là điền cho đầy đủ. Remplir một cái biểu mẫu tức là điền cho đầy đủ, không thiếu một cái thông tin nào. Trước hết bạn phải điền đầy đủ cái biểu mẫu thuế quan này. Các anh chị để ý ở đây có hai động từ, bạn phải điền. Khi có hai động từ đi sát nhau thì động từ thứ nhất chia, động từ thứ hai để ở hình thức nguyên thể. Bạn phải điền à oui, contenu du paquet à livre de cuisine. À đúng rồi, tôi thấy rồi. Contenu, đây là danh từ. Contenu là nội dung của cái gói. Ở trong cái fiche này, trong cái biểu mẫu này, nó có cái mục Contenu du paquet, nội dung của gói. Chúng ta phải điền vào để cho hải quan họ xét. Chúng ta điền vào, chị Sophie điền là một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, à livre de cuisine. I leave the cuisine. Sophie điền xong cái phiếu và trao cho nhân viên bưu điện. Ông nhân viên bưu điện: cảm ơn, merci. Voilà, mademoiselle. Thưa bà đây, thưa cô đây. Ça fait 8,50 €. Tốn tất cả. Ça fait đây là cái cách nói để tính tiền. Ça fait đây là động từ làm, mà chúng ta dịch là tất cả là tốn tất cả là ça fait 8,50 €. Chúng ta để ý mademoiselle là gọi là một cô gái trẻ, có tất cả là 5 âm tiết, 5 syllab. Mademoiselle, ma là 1, de là 2, moi là 3, zelle là 4, le là 5. Nhưng âm tiết ơ sau cùng, ký tự ơ sau cùng không phát âm. Âm tiết có mang ký tự ơ nằm giữa hai âm tiết khác cũng không phát âm. Như vậy là 5 còn 3. Mademoiselle, còn lại là mademoiselle, mademoiselle, còn lại 3, 1, 2, 3. Merci, voilà mademoiselle, ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose, chose, chúng ta phải uốn lưỡi, CH, S nằm giữa hai nguyên âm, ra là Z, ơ cuối không phát âm, chose, shows. Cần cái gì nữa không? Bạn cần cái gì nữa không? Ở đây tôi không giải thích cái động từ info, nó hơi cao để cho các anh chị tính sau đi. Và ở đây chúng ta chấp nhận info đi với danh từ là cần. Cái người này này, cái chủ ngữ này, cần cái gì nữa không? Bạn có cần cái gì nữa không? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbre pour l'Europe, s'il vous plaît. Je voudrais, chúng ta quen rồi. Tôi muốn, tôi cũng muốn. Aussi là cũng. Còn cần gì nữa? Còn cần gì nữa không? Có. Oui, tôi cũng cần, tôi cũng muốn. Un carnet de timbre. Un carnet nghĩa đầu tiên là một cuốn sổ tay. Carnet, cuốn sổ tay.
Nhưng ở đây cơ mang một cái nghĩa khác, tức là một cái sấp những cái tem rồi, những cái vé đi xe điện ngầm đó, hoặc là các chi phiếu người ta ghép vào với nhau, gọi là một carnet. Thường thường tem rồi là có thể là 10 con, hay là đúng rồi, thường thường là 10. Ticket de métro cũng thường thường là 10, sách thì có thể vài chục, ta ghép lại với nhau. Không ít ai mua một con tem, ít ai mua một ticket, thường thường ta mua một cái carnet 10 cái tem, 10 cái vé đi xe métro. Ở đây mang cái nghĩa là một sấp, một xếp, chứ không phải là một cuốn sổ tay. Tôi muốn một carnet de tem, tôi muốn một cái sấp 10 con tem để gửi đi châu Âu, pour l'Europe. Các anh chị biết là gửi trong toàn châu Âu, các nước trong Schengen thì chỉ có một đơn giá, một đơn giá cho toàn cái lãnh thổ của châu Âu. Voilà, đi timbre à 0,50, tức là đi timbre à 50 centimes. Mỗi con tem này trị giá 50 xu, tức là nửa euro. Đây là cái biểu giá chung cho toàn châu Âu. Ce sera tout, chúng ta gặp cái cách nói này ở phần trước. Khi mua một món hàng hay là các cái món hàng rồi, bây giờ cái người bán hàng hỏi còn mua gì nữa không, còn lấy gì nữa không. Ce sera tout, tất cả rồi phải không. Chúng ta không có dịch như vậy, chúng ta hỏi là còn cần gì nữa không, còn mua gì nữa không. Non, est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Ông cũng có những cái con tem đẹp phải không. Chúng ta rất cần phải chú ý tới cái chữ timbre này. Chữ M đứng trước B thì phát âm là N, timbre. Timbre là con tem. Mà người Việt Nam chúng ta khi gọi cái chữ này thì chúng ta để là M, tờ em tem, nó ra chữ M, mà thực sự là phải phát âm là N. Et bien sûr, voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. Bien sûr là chắc chắn rồi, dĩ nhiên rồi, tiếng Anh gọi là of course. Đúng rồi, dĩ nhiên rồi, đây này, chúng tôi có những con tem. Nous avons des timbres. Những con tem này nó thể hiện, key này là pronom relatif, chúng ta chưa có học, bởi vì đây là một cái câu người ta đã nói ra, và bây giờ muốn nói dùng lại cái từ này để làm chủ ngữ cho cái động từ đi sau, chúng ta phải dùng đại từ quan hệ key. Chúng tôi có những con tem, mà những con tem này thể hiện những cái monument chính của nước Pháp. Bây giờ chúng ta coi cái tính từ principal. Principal là dạng số nhiều của principal. Số ít giống đực, số ít giống cái, chúng ta thêm ơ vào. Và đổi qua số nhiều thì principal biến thành principal. Principal biến thành principal. Các anh chị để ý ạ. Tính từ giống số ít giống đực thì principal, số ít giống cái, đổi qua số nhiều principal. Principal, 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 principal. Tôi lấy ví dụ, đây là một cái vấn đề chính. Le principal problème, le problème, giống đực chúng ta dùng principal. Đây là nguyên nhân chính, la principale cause, danh từ feminine. Bây giờ số nhiều, những vấn đề chính, le principal problème, những nguyên nhân chính, le principal cause. C'est parfait, Sophie nói, thật là tuyệt vời. Alors donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Như vậy cho tôi 5 cái con tem đẹp, tức là trên cái con tem này nó có hình của các cái monument của nước Pháp. Xin vui lòng. Voilà, voilà là chúng ta đưa cái hàng và chúng ta nói. Đây này, au total. Au total là tổng cộng tất cả. Cela fera 16 euros. Cela fera, đây là 1, 2, 3, 4, 4 âm tiết, mặc dù hai cái từ này đi không dính liền với nhau, rời nhau, nhưng mà người ta hay dùng chung, do đó người ta coi như là một cái thể liên kết. Như vậy, 1, 2, 3, 4, còn 3. Cela fera, phơ này đọc nhẹ, 16 euros. À la poste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire.
en prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, compte tenu du paquet, un livre de cuisine. Merci, voilà mademoiselle. Ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 €. Và sau cùng, xin đọc một lần nhanh hơn. À la poste. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire? En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, compte tenu du paquet, un livre de cuisine. Merci. Voilà, mademoiselle. Ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors, donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 €. Xin chào tất cả các anh chị.